Xin chào mọi người, mình là Fake MG và chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Thì hiện tại đây thì mình đã thi xong kỳ 1 rồi. Thì mình sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn để làm video cho mọi người xem. À mà, thực ra mình chả rảnh mấy đâu. Mình còn phải thi học sinh giỏi nữa. Nhưng mà nó cũng sẽ rảnh hơn lúc trước khi thi học kỳ 1. Ok, không nói nhiều nữa. Thì trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một bản cập nhật mới của Minecraft, bản cập nhật 1.11.1 nhé. Vì nếu mọi người thích video này thì hãy like, subscribe và chia sẻ để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Ok, và liệu video này có thể đạt được 300 like không? Mình biết là chúng ta có thể đạt được nhiều hơn thế mà. Ok, và chúc mọi người xem vui vẻ. Ok, và thứ mới đầu tiên đó chính là một cái enchant mới, chính là cái Sweeping Edge. Thì cái enchant này nó có 3 mức độ, từ 1 đến 3, càng cao càng khỏe. Thì cái này để làm gì? Thì đây nhá, mình sẽ giới thiệu mọi người, mình sẽ làm một ví dụ cho với bọn zombie này. Đặt vào đây, đặt vào đây. Thì khi bình thường, kiếm bình thường chém nó sẽ lan phải không? Nhưng mà những cái con bị chém lan như thế này ấy, thì nó sẽ mất ít máu hơn con là bị chính chém chém chính giữa này, ít hơn rất là nhiều. Mình xem nhá. Đấy, con chính giữa sẽ chết đầu tiên. Còn hai con này chỉ bị chém lam thôi, cho nên là nó mất ít máu và bạn sẽ phải chém nó nhiều hơn. Thì bây giờ cái enchant này sẽ giúp bạn enchant được kiếm để làm gì? Để đến khi chém thì những con bị chém lam máu của nó mất cũng gần tương đương với con bị chém chính giữa này. Để mình xem cho mọi người xem nha. Đã, mình đang dùng kiếm enchant có Sweeping Edge. Khi mình chém cái chính giữa này thì cả ba con đều mất máu phải không, và con chính giữa sẽ chết đầu tiên. Còn những con này nó vẫn mất máu nhưng mà mất ít hơn con này, mất một tí thôi đó. Thì bây giờ mọi người chỉ cần một chém là chết. Và vừa nãy mình dùng kiếm thường ấy, sau khi mình chém chết con ở giữa rồi thì hai con này mình phải chém đến tận 3 4 nhát thì mới chết. Nhưng bây giờ có cái này rồi thì nó sẽ nhanh hơn, tiện lợi hơn rất nhiều. Và có một điều nữa, đó chính là mọi người nhìn thấy cái mũi tên không? Mũi tên là cái dấu chấm than không? Đó, dấu chấm than đây đấy. Đó là biểu hiện cho việc là cái kiếm này nó đã đủ khả năng để chém con zombie. Nếu vậy, nếu mình đứng xa quá thì nó sẽ không hiện lên cái đấy nữa. Đây, ở chỗ này nhá. Đấy, mình đứng gần vào nó thì nó hiện ra cái đấy, và có nghĩa là mình đã đứng đủ gần để chém nó. Đó, mình đứng đây mình chém được. Còn nếu mà nó không xuất hiện cái thanh kiếm và cái dấu chấm than này thì có nghĩa là mình không chém được. Đó. Để khi xuất hiện thì mình chém được. Và khi nó đầy ự có nghĩa là cái thanh kiếm này đã đủ khả năng để chém. Ok. Và đó là thứ cập nhật mới. Tiếp theo đó chính là bây giờ mọi người có thể dùng pháo hoa kết hợp với cái Elytra này để có thể tạo thành một cái tên lửa phản lực luôn, như kiểu máy bay phản lực luôn. Thì để tạo được cái pháo hoa này, mọi người sẽ cần một mẩu giấy và một cái gunpowder. Mọi người có thể cho ba cái gunpowder vào cũng được, nhưng mà một là đủ rồi. Rồi mọi người sẽ được ba cái pháo hoa để mình lấy nhiều thêm. Chứ mặc cái Elytra này vào, mình vào cái mức không. Và điều đặc biệt ở đây đó chính là khi bạn đang bay bằng Elytra và bạn bấm chuột phải vào cái pháo hoa này thì nó sẽ đẩy bạn bay lên xa hơn và cao hơn như máy bay phản lực luôn. Rồi, mình sẽ làm cho mọi người xem. Ui, bấm. Đó, mọi người thấy chưa? Bay như phản lực luôn. Bây giờ Elytra là cái phương tiện đi dễ nhất. Và thậm chí bạn có thể bay được dưới nước mà không sợ bố con thằng nào hết, như cá heo luôn, như cá heo luôn. Ok, mình sẽ đâm vào đây thôi, mình sẽ bay tiếp. Cái này rất là thích. Mình đang bay lên trời, nó cực kỳ nhanh luôn. Thì có lẽ đây sẽ là phương tiện nhanh nhất trong Minecraft bây giờ, là con Scala tìm ra làm cái chết mẹ gì cơ. Ui, chết rồi, xuống nước rồi. Ok, và đó là về cái Elytra. Thì bây giờ đến cái việc pháo hoa nhá. Để mình sẽ lấy thêm một cái màu đỏ, cái thuốc nhuộm màu đỏ đi.
Và pháo hoa bây giờ sẽ làm bạn mất máu. Pháo hoa màu nhá, chứ không phải pháo hoa bình thường như mình vừa bắn này đâu. Để chế tạo một pháo hoa màu thì mọi người cần một cái gunpowder và một cái màu bất kỳ bắt vào đây. Bạn sẽ được một cái firework star. Cái gì pháo hoa, pháo gì nhỉ? Chả biết nữa. Mọi người sẽ đặt giấy vào đây và một cái gunpowder, một hoặc ba, cái nào cũng được. Và bạn sẽ được cái pháo hoa màu đỏ. Thì bây giờ nếu mà mình vào game mode không mà bắn pháo hoa này, đợi đã, nếu mà làm vậy mình sẽ chết mất, mình sẽ cần phải hồi máu ngay lập tức, chết đó, mình cần hồi máu ngay lập tức. Ok, đủ rồi, để mình hồi đã. Rồi, và khi bạn phóng cái pháo hoa này nhá, bạn đứng gần nó và nó nổ thì bạn sẽ mất máu. Đó, mọi người thấy chưa, mình mất máu nhưng mà cũng không nhiều đâu, một ít thôi, nhưng mà nó cũng đủ để giết bạn nếu bạn làm quá nhiều. Và nhờ cái này mọi người có thể dùng để làm bẫy hoặc là súng bắn các kiểu, có thể giết được mấy con mob kia kìa, giết được hết. Ok, và đó là bản cập nhật thứ hai, những thứ trong bản cập nhật thứ hai, và mình sẽ bay tiếp. Thậm chí bạn có thể bơi được dưới lava nếu bạn sống sót được. Tuyệt vời. Và điều cuối cùng trong bản cập nhật này đó chính là bạn có thể nung đồ bằng sắt và bằng vàng ra thành hạt vàng và hạt sắt. Ok, mình sẽ bỏ vào đây mỗi chỗ một phát. Quần vàng. Đồ bằng vàng này thì có thể là bất cứ thứ gì, bất cứ dụng cụ thôi nhá, bất cứ dụng cụ hay là giáp hay là vũ khí gì đó bằng vàng đều được. Và sau đó mọi người sẽ bỏ một cục than vào, nó sẽ nung ra tất cả luôn, nung chảy. Cái này rất tiện lợi cho việc nếu bạn không dùng một cái gì đó ấy, nhớ bạn hoặc là chế tạo nhầm một cái gì đó thì mọi người có thể vứt vào lò và nung lên, và sau đó nó sẽ chuyển thành hạt. Đây là hạt sắt, đây là hạt vàng, đây là hạt sắt, đây là hạt sắt, đây là hạt vàng. Và hạt sắt này là một thứ mới ở trong phiên bản cập nhật này. Thì cái hạt sắt này nó vẫn chưa có cái công thức chế tạo gì cả, nó vẫn chưa để làm cái deck gì cả, nhưng mà bạn có thể chế tạo thành cục sắt bằng 9 cục vàng, à nhầm, 9 cái hạt sắt như thế, cũng giống như cái hạt vàng thôi. 9 hạt vàng thì bạn sẽ chế tạo một cục vàng, và một cục sắt mọi người sẽ chế tạo được 9 cái hạt sắt thôi, và nó vẫn chưa để làm cái gì cả, vẫn vô dụng. Thì có lẽ phải đợi thêm bản cập nhật tiếp theo thì mới biết được nó để làm cái gì. Thì cũng có thể là nó sẽ dùng để làm áo giáp xích chẳng hạn, đỡ phải kiếm ở trong mấy cái dungeon nhanh hơn. Và nó ok, thì đó là tất cả những thứ mới trong bản cập nhật này. Thì nếu mọi người thích video này thì hãy like, subscribe và chia sẻ để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Ok, và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Goodbye. Bạn muốn mua TV